阿姨们、姐姐们，去哪里？去拍戏啊？都带邓紫棋了。啊，好，走走走走走，我去啊。啊，去啊。你不急。阿姨们先去啊。阿姨们先去，我等一下去。Hello, Vương Lan xin chào ông bà cô chú. Hôm nay cả nhà cùng đi theo Lan nha. Bữa nay ở gần cái chỗ Lan là người ta mở diễn kịch đó, ông bà cô chú rất là vui luôn. Hình như là năm nào cũng có luôn á ông bà cô chú. Mà Lan thì Lan lúc trước thì Lan không có cái gọi là cảm hứng, ông bà cô chú không có xin chi á. Kiểu như là mình không có hứng thú với lại là người ta hát kịch như vậy, do là Lan nghe không hiểu ông bà cô chú. Nhưng mà bữa nay thì Lan sẽ đi coi nha cả nhà. Để dẫn ông bà cô chú và mình đi coi là Trung Quốc ở bên này họ hát kịch, họ diễn kịch như thế nào nha ông bà cô chú. Mỗi năm là ở đó là có một lần nha. Trời, đây là quê Lan nè, quê chồng Lan. Đây là quê chồng Lan nè ông bà cô chú. Hoa vàng hết trơn. Do là chỗ của Lan là người ta đi làm cũng nhiều, ở đây rất là ít, chỉ có mấy ông già bà cả ở nhà thôi, cho nên người ta trồng ít á. Chứ có nhiều nơi người ta trồng rất là nhiều luôn bà cô chú. Nếu như người ta ở nhà đông á thì người ta ở nhà nhiều quá thì người ta sẽ trồng nha. Bây giờ thì đợi bổ sinh nó đi kêu anh họ xong rồi bắt đầu là mình cùng đi coi nha bà cô chú. Hôm nay thì nhà Lan sửa xong cánh cửa rồi đó, cái cửa nhà Lan. Cái cửa phía bên kia thì đập cái cửa chính ra để mình xây lại làm cái nhà bếp ông bà cô chú. Còn đây là cái cửa chính nhà Lan nè đó, chuyển qua bên đây. Cái này là cái cửa chính. Ai vậy, vậy đi xì xe. Mấy giờ xong? Chờ. Bây giờ thì mình đi theo ông bà cô chú. Quê chồng Lan bữa nay là mở diễn kịch diễn tuồng ra như thế nào nha ông bà cô chú. Lan lại đây rất là lâu rồi nhưng mà không có năm nào mà Lan đi hết trơn bà cô chú. Ủa, ta có không là la hả? Nè, tao xì la. Ê, ta la la. Ta chứ sao? Ở đây thì mọi người đang phải đi diễn như thế này nè bà cô chú. Ở đây thì mọi người ở đây đi xem kịch á là mọi người là phải cầm theo một cái ghế. Lan thì đi qua đó là không có ngồi á, cho nên là Lan không có cầm. Chào ông bà cô chú. Số à, vui vào xuống trong chậu. Tốt chào bà cô chú. Ai già già tôi muốn chậu hay sao? À, bữa tối rồi tôi mới ăn, lấy ăn một cầu. Chơi cụ hào hào ta. Cụ sát bơi. Chơi chim bài đen. Nhưng mà Lan không có đi. Chơi chim bơi chơi tôi hỏi. Chim bơi. Đến đây thì rất là nhiều người quen ông bà cô chú. Ở làng chỗ khu Lan đi rất là nhiều luôn. Hát bội này nè, thì mỗi năm có một lần, có khi là hai năm một lần cũng có nữa. Bây giờ Lan dẫn ông bà cô chú mình đi xem hát bội ở Trung Quốc nha. Chị hỏi Lan là nghe có hiểu không? Mà lại đây coi. Lan nói là Lan nghe không hiểu, nhưng mà do Lan phải quay video ông bà cô chú, cho nên là Lan sẽ đi lại đây. Thì ở đây người ta bán rất là nhiều là một cái nhúc. Wow. Như người trong làng á, mà cô chú người ta có chồng người ta đem người ta bán. Đâu cô? Mà cứ canh sao vậy? Ở bên này nè, người Trung Quốc họ rất là thông minh nha. Đi xem hát bội thì người ta bán mía rất là nhiều. Mình vừa nhai mía, mình vừa xem kịch nè, rất là hay luôn ông bà cô chú. Bây giờ Lan và Bảo Sinh cũng lại mua một cây nè. Phụ trách mày, có nên cao bao nhiêu nè?
Ở đây thì bán cũng rẻ. Tôi chính kia chính đại thì 20 tới 25 đồng một cây. Đây chính nhà người. Đây người ta lợi quá trời luôn. Tôi xin nghỉ hơi trên này thì đâu đâu chưa rồi. Đây. Cái này là ngày lễ hội bán mía hay sao không bà cô chú? Ở đó bán mía nè. Ở bên đây bán mía nè bà cô chú. Rồi ở phía bên đó cũng bán mía, tất cả đều là mía hết. Ê, này hãy xem chi với chú tờ ai gì à? Chú tờ. Xin chào. Xin chào. Ê. Lâu 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 chứ còn tuổi trẻ ở bên Trung Quốc này á thì người ta coi không hiểu ông bà cô chú, người ta cũng không đi nhiều. Lan qua Trung Quốc á cũng 10 năm rồi, lần này là lần đầu tiên Lan đi xem đó ông bà cô chú. Tụi em mua một cây mía, gặp người quen á thì tụi em chia cho mỗi người á một khúc á để ăn lấy thảo á ông bà cô chú. Còn phía ở bên này nè là cái bảng công khai góp tiền để mà kêu hát bội trong mùa Thánh Minh đó ông bà cô chú. Người nào góp bao nhiêu, hát được bao nhiêu ngày thì người ta dán lên ở trên này nè. Còn Bảo Sinh á đi xem hát bội xem không hiểu. Bây giờ á ảnh đưa về rồi nè ông bà cô chú. Xem hát bội mà xem tới nỗi bỏ chạy luôn đó cả nhà. Này là chị, này đâu không có sang xin đập à? Này xong mới xin ra thì phải lại rồi. Cái khăn lắm mà. Thế mà hậu thiên này chẳng mơ bố gặp. Này chẳng mơ bố chẳng là gì cả. Hả? Này khăn đâu phỏng sao? Khăn bà hậu, bố chỉ khăn rất. Khăn tức đúng không? Khăn bà đồng. Thái nghe. Nó là lão rất chẳng khăn rất. Thái dễ xuống Trung Quỳnh mà này chẳng mơ khăn bố tụng đi. Hả? Khăn cụ tay đi và cụ tay là sử dụng chiếu của cha đầu lấy đầu hả? Nên sao chị kêu ông bà cô chú thiên nghe? Tham phụ đầu à? Wow, chiếu chưa nhận gì? Nên sao cái gì? Nên sao cái? Hả bị đây? Trương Hoàng cha đầu à, khai điện này à, chỉ sang chỗ là, mà sang đầu à. Không chạy Hôm nay thì nhà Lan nha, đây thì Lan chuẩn bị nấu một cái món ăn mới cho bố sinh của cô chú. Bữa nay đeo bô tai rồi để cho nó sạch sẽ ha. Thấy người ta đeo bô tai mất chứ.
Mới mua một cái bịch bao tay hết là 28.000 đồng ông bà cô chú. À, tính tiền Việt Nam là khoảng hơn 60 mấy ngàn ha. À, thì bữa nay thì Lan có thủ lương nè ông bà cô chú. Phải chính là buổi chiều thì đi đi bao giờ à? Tại sao sang là sao? Hôm nay thì Lan có lương nè ông bà cô chú. Lương thì Lan làm xong hết trơn rồi. Lan sắc theo từng sớ như thế này ha. Đó, để mình sẽ xào xả ớt. Còn cái này thì Lan sẽ nấu canh chua. Bữa nay thì Lan làm hai món mới nha. Thường thì trong cái con lương này nè ông bà cô chú, nó sẽ có cái một cái loại mà dung á, Lan làm rất là sạch sẽ nghe nha. Đấy. Còn cái loại dung mà nó rất là cứng nha, nó như là một cái sợi chì ông bà cô chú, cái loại dung đó ở bên này á. Lan làm rất là sạch sẽ qua từng con ha. Lan rửa rất là sạch sẽ luôn. Đó. Trước khi mà Lan bắt đầu dần nấu thì là rửa rất là sạch sẽ ông bà cô chú. Đây, bây giờ thì Lan sẽ sắc xả nha. Hôm nay thì món hôm nay thì món lương nấu canh chua, lương nấu canh chua rau cần với lại là lương xào xả ớt, xem bổ sinh có ăn được không nha ông bà cô chú. Để sắc xả. Xả ở trên mạng không bà cô chú. Mua xả bên này thì không có giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình cứ ăn là chạy ra ngoài là chợ là mua có, còn ở đây thì Lan phải lên trên mạng để mua. Thường thì 3 ngày thì hàng mới đến. Chiếc này thì Lan mua hơi nhiều, Lan mua tới mười mấy đồng xả, khoảng 30-40 ngàn tiền Việt Nam mình á. Một ít thì Lan đem trồng rồi, còn một ít thì ăn. Kho lương trước, rửa hơi bị nhiều mà cô chú, thì một ít hai chim phay giờ đi cùng với đồ. À, bây giờ lan bỏ một ít cái vô rồi. Hào xiang à. Thơm ghê ông bà cô chú. Cho mấy cái rồi chưa nè. Hoa sủi rồi, đây là chế đẹp hoa rớm tôi vậy. Chứ mua sủi sọc. Đúng rồi, cũng sao rồi. Cháy tỏi. Hôm qua đang nấu á, thì cũng có rất là nhiều anh chị biết cách cho ra này. Hay là lại áp dụng vào cái món lương nha. Xào lương cho nó xanh. Cho thêm một ít giấm thì nó sẽ rất là ngon, rất là thơm. Này thì Lan sẽ áp dụng trên lương. Lương thì Lan sẽ nấu với giấm nè. Rồi Lan đem muối.
油吧，先的你试一下，不能把盐一下子给中。啊，好啊，修了。老爱拍 video 啊，你就让我学会拍牛头。Chú anh chị đó, wow, ngon quá. Đang nấu cái nước canh hơi bị đục quá, do Lan để lửa hơi bị cao mà cô chú. Chị lại. Chị lại, chưa sang gì. Chưa phán. Mỗi lần mà nấu đồ ăn ngon ông bà cô chú thì Lan thường kêu Bảo Sinh điện thoại cho anh họ qua ăn nè. Hôm nay có một món mới á, cho nên là Lan rủ anh họ qua ăn, xem ảnh có ăn được không nha cả nhà. Hảo hậu chư, cô lại. Chắc em ăn hậu chư. Chẳng mời la. Cô đã chưa à? Rang wo you dian mian zi bei. Zhen de hao zi. Ni mei dai wan lai. Hai, xin chào bà cô chú, anh công. Mẹ tao hai trang chi tao đi chơi, cảm ơn mọi mà. Chắc mày ông bà cô chú anh chị của anh công với gia đình Lan nha. Mà hai lần đi chơi mà. Ba cái mama hả? Chị, ô bu chỉnh bu xin chị. Thế là chắc có hỏi chuyện. Không phải, tôi không cần miễn, tôi chưa bảo, chưa thay bảo là cái đó gia đình mình chưa ăn phân. Ngon, đi ha, ở sân xuống ngon. Ăn, tôi chưa chắc là khởi. Ờ, chưa. Chắc có một trăm. À, hôm nay đang nấu canh chua lương với lại là. Ở chỗ nào? Chưa. Sao rồi? Rồi. Ngon không? Có chưa? Có gì chưa? Chính là tôi chưa nói hỏi chưa, nếu chưa nói hỏi chưa sẽ sắp mất. Sư dạ. Tôi chưa nói là sắp mất, Hoàng Sơn. Ê, rất là hỏi chưa. Ăn cơm thôi, cả nhà ơi. Là cũng cần chua mới ớt, ngon nha. Anh bây giờ thì chưa có câu đi. Dạ, dạ. Ừ. Nhi mẹ, nhi xảo giáo, 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 最后再吃这个，晚上你看着吧。